Em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề OMGD kỳ lạ nhất thế giới, hưng phế hai pháo, chỉ giữ lấy một chốt, hạ mọi cao thủ. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức.
chơi đến đây, Jonathan không thể đỡ nổi, vì vậy Jonathan đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Tưởng Xuyên không thể đỡ nổi, vì vậy Tưởng Xuyên đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
chơi đến đây, Triệu Nhữ Quyền không thể đỡ nổi, vì vậy Triệu Nhữ Quyền đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, thầy Phụng Lan không thể đỡ nổi, vì vậy thầy Phụng Lan đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.